cắt của mình có kích thước bằng nhau nha. Sau khi mình cắt tạo hình cho những cái đường tua rua của mình, thì bây giờ mình sẽ mở cái hình của mình ra. Mình dùng súng bắn keo để gắn cái phần sợi dây tua rua này vào với cái phần phía cuối của cái sợi dây trang trí. Bây giờ mình sẽ gắn một chút keo như thế này. Sau khi gắn keo xong thì mình sẽ cuộn cái phần dây tua rua màu đỏ, mình sẽ cuộn nó vào xung quanh với cái phần sợi dây trang trí của mình. Các bạn sẽ cuộn đều cái hình của mình vào như thế này nhé. Mình sẽ gắn từng chút một cho tới khi mình gắn hết cái phần sợi dây tua rua này vào với cái dây trang trí. Mình sẽ gắn từng đoạn một này để tránh cho cái phần keo của mình bị khô. Bây giờ mình sẽ tiếp tục gắn những cái đoạn giấy còn lại vào với cái phần tua rua của mình. Sau khi hoàn thiện thì mình sẽ dùng tay mình xòe, mình hất những cái phần đầu cái sợi dây này xòe ra để cái phần tua rua của mình nhìn nó đẹp mắt hơn nha. Sau khi hoàn thiện thì mình đã có một cái sợi dây trang trí Tết có hình chiếc quạt bông hoa và một cái tấm giấy để ghi những cái lời, ghi những cái từ ngữ, ví dụ như là xuân hoặc là Tết, các bạn có thể ghi những cái từ chủ đề của cái dịp mà các bạn muốn trang trí. Ở đây mình sẽ dùng bút mực mình ghi một cái chữ Tết ở đây. Mình ghi chữ Tết vào đây như thế này. Video hướng dẫn làm một sợi dây trang trí chủ đề Tết của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.